Chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới của bên chủ đầu tư bên em gửi bán, là cái nhà là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người có thể nhìn thấy đây vị trí của cái căn nhà mà em Ánh chuẩn bị sắp sửa quay ở trong video này. Ngõ trước nhà là ô tô taxi có thể đi qua mọi người nha. Đó. Cách với cái trục đường chính của khu vực nó rơi khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 4m hơn một chút mọi người ạ. Được thiết kế và xây dựng là 4 tầng với giá chào bán là 2 tỷ 200 triệu. Với cái quỹ đất càng ngày càng khan hiếm thì cái vị trí của ngôi nhà cũng là một cái quyết định cái giá cả hình thành lên ngôi nhà mọi người ạ. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì phải nói thật sự là quá xuất sắc, rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại đường ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài mọi người nha. Giá 2 tỷ 200 triệu quá hợp lý, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí căn nhà. Với mặt tiền của ngôi nhà, chủ đầu tư đã được ốp đá granite này. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp cửa, lớp ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Đó. Đây, phần Ngọc Ánh đang đứng đó là tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà đã xong 100%. Với cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền, phần sơn cũng như là trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà đều đã được đầy đủ rồi. Với giá chào bán 2 tỷ 200 triệu, một căn nhà 30m xây 4 tầng mà vị trí như thế này thì phải nói là quá hợp lý nha mọi người. Nếu như quý khách hàng hôm trước có hỏi em là muốn tìm xung quanh khu vực Đô Nghĩa này, xung quanh khu vực công viên âm nhạc, thì đây là một căn nhà để mọi người có thể bốc máy lên và gọi ngay cho Ngọc Ánh nhá. Tầng 1 đây được thiết kế, chủ đầu tư thiết kế là một chiếc quạt trần này. Đây chính là phòng khách và được gạch lát này thì là thiết kế là gạch 60-60, vân đá granite này. Phòng khách của ngôi nhà được thiết kế cũng khá là chỉn chu chi tiết với hai bức tranh đây. Trần phào, đó mọi người có thể nhìn thấy. Cửa kính cường lực đây. Đó. Hai lớp cửa. Phòng bếp của ngôi nhà được thiết kế đây. Màu sắc màu trắng và màu nâu. Hai tông màu rất là tinh tế nhưng mà lại không kém phần nổi bật mọi người ạ. Màu sắc rất là nhã nhặn. Gỗ MDF chống cong vênh, mối mọt bền bỉ với thời gian. Hệ thống này, hệ thống tủ bếp đã đều đã được thiết kế đầy đủ phụ kiện bếp rồi mọi người nha. Phụ kiện bếp được lắp là chất liệu inox 304. Đây, chậu rửa bát, vòi rửa cũng đều được thiết kế đầy đủ này. Đó. Mặt bếp là được ốp đá granite này. Và được ốp kính minh long ở đây, kính ốp bếp. Xung quanh phần bếp rất là sạch sẽ, dễ lau dọn vệ sinh. Tầng 1 của ngôi nhà thì gồm có cả một phòng vệ sinh ở phía dưới, đầy đủ về bồn cầu, hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với cái căn nhà nhỏ xinh như thế này cũng thiết kế, cố gắng chủ đầu tư thiết kế đầy đủ hết mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng trong vòng phạm vi 4 tầng. Vậy thì trên tầng 2 thiết kế như thế nào, tầng 2, tầng 3, tầng 4 như thế nào thì mọi người theo em nhé. Toàn bộ tay vịn cầu thang ở đây. Thiết kế từ tầng 1 lên tới tầng 4 là gỗ lim Nam Phi mọi người ạ. Và mặt bậc của bậc được ốp đá granite. Phía ngăn cách giữa phòng khách và khu vực cầu thang thì là có một cái vách gỗ CNC rất là đẹp. Rồi, mời mọi người theo em lên tầng 2 nhé. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây mọi người ạ. Thiết kế trên giống như video. Em Ánh review rất là chân thật. Nhà có sao thì quay thế, giá như thế nào thì báo thế. Và người thật, việc thật, sổ sách thật mọi người nha. Mọi người yên tâm, đừng nghĩ rằng bảo là hay là câu view, câu like, không có đâu ạ. Giá như thế nào thì em báo giá như thế, giá chuẩn luôn. Trên cái phòng ngủ của ngôi nhà này có hai cửa sổ hướng ra phía bên mặt ngõ, rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ đều được chủ đầu tư đã được thiết kế đầy đủ này. Trần phào này, hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp này. Đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, cửa sổ thì được thiết kế đầy đủ hai lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox 304.
Phía dưới chân Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là sàn gỗ công nghiệp. Phía trên trần ở đây, theo tay Ngọc Ánh ở đây đó là cái đèn LED trang trí chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với cái căn phòng ngủ được thiết kế theo kiểu master hiện đại nhất tính đến bây giờ, thì căn phòng ngủ ở trên tầng 2 có một cái cửa, có một nhà vệ sinh ở bên trong. Hệ thống sen tắm nóng lạnh, sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc này. Đó. Hệ thống bồn cầu liền khối này, hệ thống lavabo này. Quá là hợp lý. Đó. Quạt hút mùi. Và ở đây trong đây chủ đầu tư là ốp gạch 60-60 lên trên tới tận trần của ngôi nhà, rất là sạch sẽ nha mọi người. Cửa thông phòng cũng như cửa vệ sinh của ngôi nhà được sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Với cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 15m, cũng khá là rộng rãi mọi người ạ. Khá là dễ xếp đồ vuông vắn, nhà vuông vắn rất là đẹp. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo Ngọc Ánh nhé. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ nữa và một phòng vệ sinh. Tuy nhiên nó có sự khác biệt hơn so với tầng 2 mọi người ạ. Phòng vệ sinh để ở phía dưới bên ngoài, bước chân lên phía cầu thang là căn phòng vệ sinh rồi. Đây. Rất rộng, phòng vệ sinh rất là rộng. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng nha quý vị. Và phòng ngủ tầng 3 đây cũng có hai cửa sổ tương tự như tầng 2. Thay thế vào sàn gỗ công nghiệp thì là chủ đầu tư lát gạch 60-60 granite vân đá rất là đẹp, cùng với lại cái tông màu sơn của ngôi nhà mọi ạ. Đấy, màu vàng nhạt nhạt nè. Hệ thống đèn LED chiếu sáng đầy đủ này. Trên tầng 3 thì không thiết kế trần thạch cao nữa, thay thế vào đó là trần thường đó. Rất là cao. Đèn ngủ đây mọi người này. Đó, áp chờ dây chờ điều hòa. Vậy thì khi mà ở đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây, tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rồi. Vậy thì trên cái tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh. Bước lên trên phía cầu thang của tầng 4 đây mọi người có thấy không? Ánh nắng chiếu vào rất là đẹp luôn đây. Đó chính là nhờ cái giếng trời ở phía bên trên để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở đây là phòng thờ mọi người ạ. Ở đây là gian phòng thờ rất là thoáng. Và ở trên này thì là chủ đầu tư lát gạch, gạch giả gỗ. Ở đây còn một gian phòng nữa. Thì cái này tùy công năng sử dụng của mỗi người. Mọi người có thể sử dụng làm phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng kho. Như vậy thì là đã có 3 phòng ngủ tính lên trên tới tầng 4 rồi mọi người nha. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Khu vực để máy giặt đây ạ. Đấy, và được ở đây là được lát gạch 40-40 vân sỏi riêng. Đấy, khu vực máy giặt ở đây. Mọi người có thể nhìn xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng. Từ vị trí của cái căn nhà này mà ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn thôi mọi người, nó chỉ rơi vào tầm 2,5 km thôi. Rất là gần với lại trục đường chính Lê Văn Lương, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa. Vậy thì quý vị còn chờ gì nữa mà không gọi điện cho Ngọc Ánh để có thể được nghe tư vấn, để có thể được hỗ trợ tối đa nhất về mọi thủ tục giấy tờ, thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video của em đừng quên bấm vào like để ủng hộ em, và nhớ bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.